Ủa nước mắm đâu? Rồi của ba phần. Ủa nước mắm đâu? Nước mắm đâu? Ba đúng không? Chén nước mắm nữa rồi. Ba. Để đói bụng con mang đi rồi. Cho con chén nước mắm nữa đi. Trời ơi, coi nè mọi người, bánh mì hấp nè. Hồi nhỏ là rất là thèm bánh mì hấp như thế này luôn á. Vậy nó mấy ngàn? 25k. Cái đầu tiên là cho em xin 90 thôi. 400 món. Mà khó vậy mẹ. Đúng không? Đúng rồi. Về chung nhà không? Ý ra con mẹ ăn, coi ý. Mẹ tầm nhập tao mẹ ăn, mày review cho mấy chú rồi nè. 401 là chị gái. Cô của bạn. 5. Đây 4 của ai? Ờ, của đúng rồi, đúng rồi, đến bạn này nè. 4. 12 phần ok. Như 12. 5 đi, 5 trước rồi. Còn về á. Trời ơi. Chị gọng giống em á, bẩm cua lẳng nhiều. Em nè, chị đàn bà cho bẩm cua lẳng sao với em đang BD mà em bẩm cua lẳng thì nghe. Sao nó không BD vậy? Trời nhìn biết rồi bà. Chậu rồi má ơi. Coi chừng mới lấy lên, ai là vợ của ông, coi chừng lấy lộn đó nè. Coi chừng lấy lộn đó em. 12 đúng không em? Đây 5. Năm lấy ai? Đổi vậy? Ai đổi? Ngon phải không? Đuổi nó không? Ngon nha, chút đi. Mới quậm nó ăn mà. Ngon. Bạn trời mưa lên chất ướt, chất tụi em luộc. Chất quá rồi nha mọi người. Chuyện tiếp. Bà ăn dữ ăn. Đây đâu có điểm dịch nhưng mà đó. Ráng tiền đem qua cúng giường cho cắt đi. Ăn giường này cho mà có nổi trời ở Cần Thơ. Cảm ơn chị ráng tiền nha. 12 phần, 12 phần là 306. Có lại bạn 40. Con ơi, đưa mình bánh tráng cho chú, chú ráng tiền review cho mẹ coi. Đó là bạn 50. Từ từ nha. Rồi đến chị. Đến hàng đầu tiên. Nãy mất 5 phần. Không anh hồi lộn. Mọi người anh chạy ghế ra ngồi đi. Để cái ghế ngồi đại đi, đúng cho ngồi giò á. Nha. Đó. Trời ơi, đây trời để lấy bánh ra. Bánh lâu lắm mọi người. Rồi ra 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 rồi ra rồi. Lẹ lắm. Anh Chí Hùng có đi game show rồi nha. Đi game show nào? Con gì ở bên qua đó. Anh Chí Hùng nào? Mấy đứa này thiệt là thường thạo. Trời ơi là trời. Có con gái đồng hoàng kêu Chí Hùng. Chí Hùng nó đập đá nó sẵn rồi. Chí Hùng à. Chí Hùng. Lưu ý nha, nhắc lại thêm một lần nữa. Mình đang đứng tới số lượng đông người xoài đó. Đó, xoài đổ ra. Bánh bây giờ bánh bán theo kiểu đó. Trong thời gian rồi bánh rồi bán theo cái số lượng thả ra luôn mọi người. Chị cái đầu tiên là ba đúng không? Ba đúng không? Ba, hai ai phần. Hai tư rồi. Em thích ai thì chị với em. Ừ, thoải mái nha. Có tiền nè, hai phần nè. Của anh trai này là bao nhiêu lên rồi? 3 phần. Cho em đang được cái tiền luôn hả? Rồi, cái này chị nói 40. Để từ ngày xưa thì mua em hết tiền nha. 3 phần nè. Đưa rồi, em này đưa rồi. Của anh đó chính thức gặp chưa? Đưa rồi, đưa rồi. Của bạn bao nhiêu? Vậy đây bạn đưa tờ 200 ngàn á.
Cái hàng đâu cũng được, cái hàng nào ngắn nhất mình chui vô. Ờ quá, cái hàng nào ngắn nhất mình cứ chui vô nghe. Để 6 hàng. Em ơi em, đi đứng trước nhìn đi. Rồi. Mọi người đợi em nghe. Mọi người cẩn thận. Rồi đứa bọn đi làm. Ừ ok con. 5 phần. Anh này 5 phần của mẹ nè. Đủ chưa, đủ chưa? MBD còn bị đuôi nó thú như vậy nè. Thật quá à. Nó làm vui vẻ mà dìa cái gì. Phờ xạo quá. Để chị nha. Giá hả? Em đi mưa vậy em đã giải nghiệp rồi đó. Không, không có ai dựng lại hết. Mày đang tưởng tượng đó con. Rồi. Anh trai 3 phần đúng không? Anh trai này chen vô nè. Mấy phần anh? 4 phần được, anh mua 5 phần cũng được. Hả? 10 phần là 300 nghìn. Đây. 6 phần. 6 phần 180, ok em. 5 phần. À, 15. 14 phần. Trong thời gian này mưa với lại số lượng người đang đứng nó bị thưa, các vị sẽ bán cho mọi người thoải mái về vấn đề của bánh. Ai muốn mua 5-10 phần, 20 phần cũng được nha. Còn nếu mà số lượng mà người càng ngày càng đông á, các vị sẽ bán giật lại có thể là 5 phần để cho mọi người ai cũng được gãy đều được phần bánh mà mọi người đem về mọi người thưởng thức ha. Cho nên mọi người đừng đem cái câu chuyện mà đang mưa vậy vừa về kể cho gia đình nghe. Trời các phi bán tới 20 phần lận rồi, đúng đó ta ùa lại em bán có 5 phần người ta của em nha mọi người. Mình sống mình đừng có để cái nghiệp nha. Vậy tao ăn bánh chăn chấm rồi. Bánh chăn chấm anh ra ngoài chợ lớn cho em nha. À bữa nay em hết rồi đó. Thiệt bữa nay hết. Trời ơi tí xíu có rồi nè, lẹ lắm bữa nay mưa mà. Cái xe trời má ơi. 14 phần em. 14 gì chia ra là 300 301 mà 402. Má ơi 4 gá máu cho mình chia nè. Trời ơi trời. Giờ cho 4 luôn nè. Mẹ con rồi đâu mà có tấm hình cũng cho nữa. Mày không tin tưởng mẹ. Mẹ đâu có thời gian mà giờ mới đó con. Năm phần của em. Ủa? 14 ok ok con. Ý ơi ý đừng có dọc mưa nữa con ơi con. Đó. Rồi, bây giờ 5. Còn 4 nữa. Còn 4 phần nữa. Đây một cái bịch này, một cái bịch cho thêm em đây. Đó. Rồi, phụ thoại nè. Ủa sao trứng gà không hả? Trứng cút à? Trời ơi là trời. Mấy ít nhiều cũng xếp hàng giùm em. Rồi tới lại em áo xanh. Dạ, 3 phần. 3 phần cho em áo xanh. Đẹp trai có giảm giá không chị? Hả đẹp trai hả? Đẹp chắc. 4 phần khoan. 4 phần ba em bao 4 phần em bán. Dạ 3 phần. 3 phần vậy chi nếu mà đẹp trai á thì phần 30. Mà vậy chi 3 phần thì vậy chi 380. 380. Đẹp trai ưu tiên phải không? Đẹp trai ưu tiên đó. Ôi, nhưng không nhưng mà ý anh đang nói là mua cho trai đẹp ở nhà hay anh đang nói anh là trai đẹp? Anh nghĩ sao? Chứ thật sự từ giờ tôi không thấy ai đẹp trai nha. Nhìn ngoài tôi không thấy ai đẹp trai.
mày đẹp ô môi có. Đúng nè, trời 11. Rồi. Cảm ơn mày. Con thấy chú đó đẹp trai không con? À, con. Như ý không học nha. Để đi mẹ, chú không có đẹp mày cũng không có chê trước mặt chị. Nó quá đẹp chú ơi. Con bé này nó khen thật là gượng gịu. Có cái gì? Có ba anh nè. Rồi trên số 9 tới hàng này là hết rồi á. Có 10 ngàn đưa cho ba ruột con đi. Ông đó là ba ruột con đó. Hồi đó cái đây vài năm về trước ông hả nghe đó con. Cảm ơn em. Đừng ngồi, đừng có ngồi. Đừng có ngồi nè đó. Em nó quằn miếng tiếp đó à. Con ơi con. Em gái cáo mà em ai đó dám. Không ai của ai. Dám quằn cái miếng mà. Cái đè. Đi bắt đầu bị cao lắm nha chị gái rồi. 4 phần phải không? 4 phần. Ủa đâu có bạn xếp đây sao vậy? Không mà. BD cũng có. Ô môi cũng có. Mình đứng đây hay chút xíu đi. 3 phần. Lẹ lắm nè, khách còn như đây hết rồi. Khách đang tới chứ không phải là khách hết nha. Ủa vậy hả? Ok.